Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta có một tin tức bất ngờ từ Nhật Bản. À, xin thưa đó là việc thiếu tướng gốc Việt Lương Xuân Việt được Tổng thống Joe Biden cho nghỉ hưu trí và lễ hưu trí đã diễn ra vào ngày hôm qua tại Jama Camp ở Nhật Bản thưa quý vị thì uh, chúng tôi cũng uh, nói sơ qua buổi lễ diễn ra rất cảm động và Thiếu tướng uh, Lương Xuân Việt 56 tuổi với 34 năm phục vụ trong quân ngũ của Hoa Kỳ đã được uh, Trung tướng uh, Kevin Snyder tổ chức một buổi lễ chào mừng việc hưu trí của Thiếu tướng Lương Xuân Việt thì đã có giấy nghỉ hưu và những sự tưởng thưởng và quà để mà hưu trí thưa quý vị Thì có thể nói rằng buổi lễ diễn ra rất cảm động khi mà bàn nhạc đã đánh những bài hành khúc của sư đoàn 101, sư đoàn 82 nhảy dù sư đoàn 1 không kỵ là những đơn vị mà thiếu tướng Lương Xuân Việt đã từng phục vụ và chỉ huy. Thì có thể nói là thiếu tướng Lương Xuân Việt đã nhận chức tư lệnh lục quân của Hoa Kỳ tại Nhật Bản vào tháng 8 2018 đến nay gần 3 năm. Và ông đã được nhận giấy hưu trí vào hôm qua sau 34 năm phục vụ. Ông phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ vào năm 1988 với chức vụ ở uh, thiếu úy, sau đó lần lượt được thăng cấp và giữ các chức vụ tiểu đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, tư, tư lệnh phó sư đoàn, tư lệnh sư đoàn và cuối cùng là tư lệnh lục quân của Hoa Kỳ tại Hàn Quốc và tư lệnh lục quân của Hoa Kỳ tại Nhật Bản thưa quý vị. Thì uh, có thể nói rằng uh, buổi lễ diễn ra rất long trọng, cảm động với sự uh, tổ chức của trung tướng Kevin Snyder. thì uh, ngoài thiếu tướng Lương Xuân Việt, phu nhân thiếu tướng Lương Xuân Việt cũng đã được uh, tưởng thưởng với uh, những uh, bằng khen cho công tác phục vụ xuất sắc của bà. thì uh, được biết uh, thiếu tướng Lương Xuân Việt đến tị nạn tại Hoa Kỳ năm 1975 và bố của ông là thiếu tá thủy quân lục chiến Lương Xuân Đường. Thì đây là một cái tin tức rất bất ngờ đối với cộng đồng người gốc Việt ở Hoa Kỳ vì họ cho rằng thiếu tướng Lương Xuân Việt vẫn còn khá trẻ, mới 56 tuổi và con đường binh nghiệp còn dài và hy vọng sẽ được thăng tiến cao hơn. Tuy nhiên, tin tức từ hôm qua cho biết Thiếu tướng Lương Xuân Việt đã được Tổng thống Joe Biden cho nghỉ hưu trí, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng đây cũng là một cái tin tức gây ra một cái sự uh, tiếc nối, một cái sự uh, có một chút gọi là xúc động, có một chút gọi là bất ngờ, thưa quý vị vì như tôi nói nhiều người nghĩ rằng người gốc việt có thể lên đến những vị trí cao hơn trung tướng đại tướng tuy nhiên cuộc đời binh nghiệp của thiếu tướng lương xuân việt đã chấm dứt và ông là một trong những người gốc việt đầu tiên được thăng cấp tướng của hoa kỳ thưa quý vị thì uh, chương trình từ thủ đô Với luật sư Trịnh Bắc Thiền uh, Xin chúc uh, thiếu tướng Lương Xuân Việt Có một Cuộc hưu trí Toàn vẹn, tốt đẹp An bình Và thực hiện uh, lời hứa Một cái giấc mơ của ông Là sẽ trở về thăm Việt Nam Với gia đình của ông Trong tương lai Thì một lần nữa Chương trình tới đây tạm chấm dứt Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.